28. Sinh ra và lưu chuyển. Người ta dạy rằng sinh ra là khổ đau, nhưng nó không chỉ mang ý nghĩa chết trong kiếp này rồi tái sinh trong kiếp sau. Quá xa vời, khổ đau của sự sinh xảy ra ngay bây giờ. Người ta nói rằng lưu chuyển là nguyên nhân của sự sinh. Lưu chuyển này là gì? Bất cứ thứ gì chúng ta gắn kết và gắn cho nó ý nghĩa là lưu chuyển. Bất cứ khi nào chúng ta thấy thứ gì giống như bản ngã của chúng ta hay người khác hay thuộc sở hữu của chúng ta mà không có đủ trí khôn để biết rằng đó chỉ là quy ước, thì đó là lưu chuyển. Bất cứ khi nào chúng ta nắm giữ thứ gì đó như là chúng ta hay của chúng ta, và rồi nó trải qua biến đổi, tâm bị xáo trộn bởi điều này. Nó bị xáo động bởi một phản ứng tích cực hay tiêu cực. Cảm giác trải nghiệm bản ngã, vui hay buồn là sự sinh. Khi có sự sinh, nó mang đến khổ đau cùng với nó, vì mọi thứ đều phải thay đổi và biến mất. Ngay bây giờ chúng ta có lưu chuyển không? Chúng ta có ý thức được lưu chuyển này. Ví dụ, lấy một cây trong vườn ăn trái. Chủ của vườn cây ăn trái có thể được tái sinh thành một con sâu trong một thân cây. Nếu ông không nhận thức được mình, nếu ông vẫn cảm thấy nó thật sự là vườn cây của ông. Việc nắm giữ vườn cây của tôi và cây của tôi là có một con sâu đang ẩn trong đó. Nếu có hàng ngàn cây thì ông sẽ trở thành sâu hàng ngàn lần. Đó là lưu chuyển. Khi những thân cây bị đốn xuống hay gặp bất kỳ nguy hại nào, thì những con sâu sẽ bị ảnh hưởng, tâm bị xáo động và sinh ra những lo lắng. Rồi có cái khổ của sinh, khổ của lão, vân vân. Bạn có nhận thức được điều này xảy ra thế nào không? À, những vật thể trong nhà hay vườn cây của chúng ta thì vẫn còn hơi xa. Hãy nhìn ngay vào bản thân chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta được tạo thành từ ngũ uẩn và tứ nhân tố. Những sankhara này được gọi tên là một bản ngã. Bạn có thấy những sankhara này và những tên gọi thật sự của chúng? Nếu bạn không nhìn thấy chân lý của chúng thì sẽ có lưu chuyển, vui mừng hay chán nản vì năm khantha, và bạn được sinh ra với tất cả những nỗi khổ đau kéo theo. Việc tái sinh này xảy ra ngay bây giờ trong hiện tại. Chiếc ly bị dở ngay bây giờ, và giờ chúng ta đang buồn rầu. Chiếc ly này không dở ngay bây giờ, và chúng ta đang vui vì nó. Đó là cách thức mọi chuyện xảy ra. Chúng ta mù quáng buồn bã hay vui mừng. Cái gì rồi cũng có lúc bị diệt vong. Bạn không cần phải nhìn đâu xa để hiểu được điều này. Khi bạn chú ý đến bản thân, bạn có thể biết có hay không có lưu chuyển. Điểm mấu chốt chính là những gắn kết. Dù chúng ta có thực sự tin vào tên gọi tôi và của tôi hay không, gắn kết này là con sâu và nó tạo ra sự sinh. Nắm giữ những sắc, thọ, tưởng, hành và thức, chúng ta gắn kết với hạnh phúc và bất hạnh. Chúng ta trở nên mơ hồ và sinh ra. Nó xuất hiện khi chúng ta có liên hệ thông qua những giác quan. Mắt thấy được những dạng hình và nó xảy ra trong hiện tại. Đó là điều Phật muốn chúng ta xem xét để nhận ra lưu chuyển và sự sinh khi chúng xuất hiện thông qua những giác quan của chúng ta. Nếu hiểu biết về chúng ta có thể từ bỏ những giác quan bên trong và những khách thể bên ngoài chúng. Điều này có thể xảy ra trong hiện tại. Nó không phải là điều xảy ra khi chúng ta chết đi trong kiếp này. Là con mắt nhìn thấy những dạng hình ngay bây giờ, tai nghe thấy những âm thanh ngay bây giờ, mũi ngửi thấy những mùi hương ngay bây giờ, và lưỡi nếm được những vị ngay bây giờ. Bạn có sinh ra cùng với chúng không? Hãy cảm giác và nhận diện được sự sinh ngay khi nó xảy ra. Sangharaja, tăng thống, cấp bậc cao nhất trong chùa trước đây. Có lần đi đến Trung Quốc, ở đó có người đã tặng cho ông một chiếc cốc uống trà rất đẹp. Nó không giống như bất cứ thứ gì ông từng thấy trước đây. Ông nghĩ, ôi,
có người ở đây thật sự có lòng tin ở mình nên đã tặng mình chiếc cốc đẹp như vậy. Và ngay khi ông cầm chiếc cốc trên tay, ông lập tức đau khổ. Mình nên để nó ở đâu đây? Chỗ nào an toàn để cất nó? Ông không ngừng lo sợ nó sẽ bị dở. Trước khi có chiếc cốc đó, ông rất ổn. Một khi đã có nó, ông muốn đem khoe với những người ở quê nhà Thái Lan. Ông bỏ chiếc cốc vào trong giỏ và luôn miệng nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận để chiếc cốc không bị dở. Này, xin hãy cẩn thận. Đi đâu ông cũng phải trông chừng nó. Ông không có gì ngoài khổ đau. Trước đó, nỗi khổ của ông không tồn tại, nhưng bây giờ ông mang gánh nặng khi giữ chiếc cốc này. Nên ông lên máy bay, quay trở về Thái Lan. Khi ông về đến, ông cảnh báo những nhà sư mới. Hãy cẩn thận, đừng để chiếc cốc bị dở. Mọi người hãy cẩn thận. Ở đây có đồ dễ dở. Cứ như vậy ông đau khổ vì gắn kết với một chiếc cốc. Cuối cùng, một ngày kia, thời gian dài sau đó, một nhà sư cầm chiếc cốc lên, nó trượt khỏi tay anh, dở tan. Sangharaja cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ôi, mình được tự do rồi, sau những năm dài đau khổ. 19. Phù du. Vô thường là tất cả những gì có điều kiện của bản chất sinh ra và mất đi, xuất hiện rồi biến mất, kết thúc là niềm vui tối thượng. Tạng ca Bali. Phật dạy chúng ta hiểu được cái chết, rằng đó là cách thức của sự vật, cuộc đời là không chắc chắn, và nhận ra được điều này sẽ dẫn đến thái độ lãnh đạm với thế giới. Khi chúng ta đi khỏi thế giới này, có nhiều thứ thì sẽ phải bỏ lại nhiều thứ. Người nào có ít thì bỏ lại ít. Không một ai có thể mang theo gì hết. Nếu bạn có nhiều đất đai và tiền bạc, bạn nghĩ mình sẽ để lại những miếng đất bao la cho các con mình. Nhưng các con của bạn cũng không giữ được nó. Một ngày nào đó, họ cũng phải bỏ lại nó. Tất cả mọi thứ tồn tại trong những giới hạn của lãnh địa không chắc chắn. Đó mới là thế giới. Trong văn hóa của chúng ta, người ta tin cái chết là thời điểm để phát triển lòng thương người. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn nên phát triển lòng thương ngay trong cách sống của mình. Đến với một số hiểu biết thật sự và thay đổi để sống đạo đức hơn sẽ trở thành phẩm chất từ bi, một thứ có giá trị thật sự. Nếu bạn suy nghĩ rõ ràng về cuộc sống và cái chết, bạn sẽ nhận ra rằng nó giống như những trái xoài trên cây, chúng chín rụt và rơi xuống đất. Khi chuyện đó xảy ra, những quả xoài không còn thuộc về cây nữa, và cây cũng không còn lo lắng về những trái xoài nữa. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ không lơ là nữa. Chúng ta sẽ chuyển sự chú ý đến việc suy nghĩ về cách chúng ta nên sống và dành thời gian như thế nào và sẽ tu gì. Chúng ta muốn thoát khỏi bể khổ, muốn loại bỏ những nỗi khổ khỏi trái tim mình, nhưng chúng ta vẫn khổ đau. Tại sao vậy? Đó là vì lối suy nghĩ sai lầm. Nếu suy nghĩ của chúng ta hòa hợp với cách thức hoạt động của mọi việc, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Tu hành Dhamma nghĩa là tìm kiếm cách hiểu đúng đắn. Ví dụ nhìn vào thể xác chúng ta, chúng có thực sự là của chúng ta, chúng được sinh ra, biến đổi và sẽ chết đi. Chúng ta không thể ngăn chúng làm như vậy, không thể ra lệnh cho chúng phải như thế nào. Nên chúng ta nghiên cứu và nhìn vào những điều này, tự hỏi bản thân có thực sự là như vậy không, và thấy rằng chúng ta không có quyền năng để khống chế thể xác vô thường theo mong muốn của mình. Khi chúng ta nhận ra điều này, tâm thay đổi và bước vào Dhamma, luôn luôn nhìn vào bản chất của Sankhara. Chúng ta đi đến nhận thấy thể xác của chúng ta không đáng tin, và chúng ta được dẫn dắt để ngộ ra chân lý của khổ đau. Nhưng chúng ta cũng rất sợ hãi. Khi có người nói chúng ta suy nghĩ về cái chết, chúng ta cảm thấy kinh sợ khi phải làm như vậy. Khi nghe những bài giảng kinh về vô thường, khổ và vô ngã, chúng ta không muốn nghe.
Phật nói đó là điều chúng ta nên quan tâm và suy ngẫm. Nhưng con người ta rất sợ hãi, họ chỉ muốn sinh, không muốn tử. Họ chỉ muốn có được những thứ tốt đẹp. Điều này khá ngu ngốc. Bạn có hiểu không? Hãy suy nghĩ thật kỹ trong giây lát. Những bài giảng nói, vô thường là tất cả những thứ có điều kiện của bản chất sinh ra và qua đi. Vậy vô thường này là về cái gì? Những thứ có điều kiện là những gì ngồi ngay đây tại giây phút này. Tất cả chúng ta đều sẽ gặp định mệnh này, không có ngoại lệ. Nhưng chúng ta không đối diện và suy ngẫm về nó. Không có gì tốt hơn là nghiên cứu điều này. Ngày nay các bác sĩ đang nghiên cứu bệnh ung thư, nhưng họ không thể tìm thấy cách chữa trị cho nó. Thay vào đó, tại sao họ không cố gắng chữa trị căn bệnh của cái chết? Bệnh của cái chết còn đáng sợ hơn ung thư rất nhiều. Khi tôi đi ra nước ngoài, tôi đã hỏi câu này với một đám đông các bác sĩ. Bệnh của cái chết là điều đáng để quan tâm. Tại sao các ông không nghiên cứu nó? Nếu chúng ta suy ngẫm về nó, thì những hành động sai lầm của chúng ta sẽ bắt đầu giảm dần. Người ta lo lắng về bệnh ung thư, nhưng bệnh lão hóa còn tệ hơn ung thư. Bệnh của cái chết nhiễm vào mỗi sinh vật. Những người bị ung thư sẽ chết, những người không bị ung thư cũng sẽ chết. Vậy căn bệnh của cái chết là điều thật sự đáng để phân tích. Khi chúng ta dạy mọi người thực hành gợi nhớ về cái chết, họ nói, đừng nói về chuyện đó. Nếu ông nói chuyện về cái chết thì không ai muốn làm gì hết. Những suy nghĩ như vậy là rất sai lầm. Căn bệnh này là căn bệnh kinh niên của cuộc đời. Phật muốn chúng ta xem xét và nhận ra tất cả những sinh vật không có ngoại lệ đều ở trong điều kiện này. Đó là chân lý, nên Ngài dạy chúng ta không được quên đi hay có những ảo tưởng về nó. Nếu bạn nhớ đến cái chết thường xuyên, bạn sẽ thôi không làm hại những người khác nữa. Bạn sẽ thấy không có ích lợi gì trong việc làm những điều xấu xa và mang nó theo khi bạn chết đi. Đây là điều có thể mang lại lợi ích cho bạn, cho gia đình và xã hội. Người đã làm rất nhiều việc xấu xa sẽ bắt đầu nỗ lực để từ bỏ lối hành xử đó. Hành động xấu vẫn chưa làm thì ta tránh nó trong tương lai. Những phiền muộn của tâm sẽ từ từ giảm dần, rồi khi cố gắng hướng dẫn người khác, chúng ta sẽ tạo thành gương tốt cho họ và thật sự có thể giúp được họ. Hãy suy nghĩ về một người đã lãnh bản án tử hình. Trong 15 ngày hoặc một tháng, cô ấy sẽ phải đối diện với đội thi hành bắn súng tử hình. Chúng ta sẽ sử dụng thời gian của mình như thế nào nếu đó là định mệnh của chúng ta? Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Xem xét nó trong một giây. Điều gì sẽ đi qua tâm thức của bạn? Bạn có thể ăn muối nhưng không nếm được vị mặn. Sẽ có một ngày khi chúng ta sắp chết. Thời gian không dự định trước được. Nó có thể là trong một hay hai ngày. Nó có thể là một thời gian dài. Nên tất cả chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng rằng chúng ta giống như một người bị kết án tử hình, giống như một tội phạm bị nhốt trong tù, chỉ đợi ngày ra trường bắn, hay giống như những con bò trong lò giết mổ với vết đỏ trên hai bên hông của chúng. Hôm nay con này bị giết, ngày mai là con kia, ngày mốt là con nọ. Chúng ta cũng giống như đàn bò đó, nên bạn có thể cười đùa, hát hò và vui vẻ được sao? Đây thật sự là tình huống của chúng ta. Nên Phật đã dạy chúng ta xây dựng những điều có ích. Chúng ta không xây dựng chúng bằng sự giàu có vật chất, mà bằng những nỗ lực của bản thân và những bài nói chuyện về những năng lượng của nhận thức thông tuệ. Mỗi ngày chúng ta nên thực hiện ít nhất một hành động đáng được tán dương. Và ít nhất thì bạn phải cho thấy lòng nhân hậu với một con vật. Đừng để một ngày qua đi mà không làm được điều tốt nào cả. Cuộc sống của mọi sinh vật là vô thường. Khi hiểu điều này, chúng ta có thể thoải mái hơn về những gì chúng ta làm trong thế giới này. Chúng ta sẽ không nghiêm trọng quá việc lên lên xuống xuống của đời người,
và chúng ta sẽ không buồn bã thất vọng hay sợ hãi. Chúng ta sẽ không quá vui mừng trước mọi chuyện. Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đã xây dựng thiên đường an toàn với những hành động tốt đẹp. Không còn thời gian để tu hành nữa, bạn phải làm điều đó khi bạn vẫn còn sống. Khi người ta dạy bạn làm điều thiện và tạo phúc, thì hãy thực hiện ngay và sẽ đạt được những kết quả. Sau khi bạn chết đi thì đã quá trễ rồi, chỉ có đám tang. Khi bạn chết đi, họ sẽ đến tỏ lòng thành kính. Bạn chỉ là một khách thể để họ tỏ lòng từ bi. Phẩm chất của bạn đã kết thúc rồi. Nhưng nếu bạn cứ tạo ra từ bây giờ, khi bạn còn sống, thì nó sẽ không bị kiệt sức quá nhanh. 20. Sự thoải mái lạnh lùng. Những nhà sư của Ajahn Chah đối mặt với bệnh và tử. Cái chết của chúng ta cho thấy rất rõ ràng ba tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng suy nghĩ này không được nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh tật. Nhận thức chân thật về cái chết có thể dẫn đến vô tử, cũng như nhận thức chân thật về khổ đau có thể đưa chúng ta thoát khổ, và nhận diện điều đang dây trói chúng ta với trần tục có thể dẫn đến tự do. Nói chung, người ta dễ chấp nhận cái chết trong văn hóa Phật giáo như Thái Lan hơn là ở những nước phương Tây, và trong môi trường chùa miếu nói riêng, thì không có gì phải kiêng dè. Ajahn Chah nói về cái chết theo những cách khác nhau với những người khác nhau, giống như ông đã làm với những khía cạnh khác nhau của Dhamma. Ông nói khi người ta có chút trí tuệ thì có thể thúc giục để họ giác ngộ. Trong những năm đầu tiên của Wat Pa Phong, một trong những khó khăn mà các nhà sư phải đối mặt là bệnh sốt rét. Không có cách chữa trị hiệu quả và hầu hết mọi người đều bị bệnh nặng. Ông nói về cách ông đã khích lệ những nhà sư đối diện với tình cảnh này. Một đêm nọ, khoảng 9 giờ tối, tôi nghe có tiếng người đang đi lại trong rừng. Chúng tôi đều bị sốt rét. Nhưng một nhà sư đang trong tình trạng khẩn cấp, sốt rất cao và sợ mình sắp chết. Ông không muốn chết một mình trong rừng. Tôi nói vậy cũng tốt, hãy thử tìm người không bị bệnh đến chăm sóc người bệnh. Làm sao người bệnh có thể chăm sóc cho nhau được chứ? Là như vậy đó, chúng ta không có thuốc. Chúng tôi có Borabet, một loại cây thuốc rất đắng. Chúng tôi đun nó lên để uống. Đó là tất cả những gì chúng tôi có để hồi phục sức khỏe hoặc trị bệnh. Mọi người đều bị bệnh và đều uống Borabet. Nếu có nhà sư nào bệnh nặng thật sự, tôi nói với họ đừng sợ, đừng lo lắng. Nếu con chết đi, ta sẽ tự tay chôn cất cho con. Ta sẽ chôn cất con ngay tại ngôi chùa này. Thân xác của con không phải đi đến nơi nào khác. Đó là cách tôi giải quyết với vấn đề. Những lời nói này đã cho họ sức mạnh của tâm. 21. Phật không chết. Vui lòng thiền đúng cách với chủ đề về cái chết. Thiền và xem xét điều này cho đến khi chúng ta có thể suy nghĩ sâu sắc hơn. Ví dụ như sự tồn tại của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào từ giờ phút này? Chúng ta có thể làm được gì? Những kẻ ngốc khóc lóc vì cái chết, không ai khóc vì sự sinh. Nhưng cái chết từ đâu đến? Không phải đến từ sự sinh sao? Nếu bạn khóc cho những người chết đi, thì bạn nên khóc khi người ta được sinh ra. Ngay khi vừa được sinh ra, người ta khóc ngay lập tức. Ôi không, lại rồi, nó sẽ lại chết đi thôi. Hãy nói chuyện như vậy, nói theo cách này thì chính xác hơn. Nhưng bây giờ chúng ta cố gắng sử dụng những thứ như phép thuật, cầu nguyện và thần chú để lẩn tránh cái chết. Điều quan trọng ở đây là gì? Tại sao chúng ta không cố gắng giải quyết vấn đề tại nguồn cơn của nó, ngay tại lúc sinh? Giống như một tay quyền anh bị đấm gãy răng rồi bị hạ gục. Bạn phải gục trước khi họ đánh chết bạn. Những thứ đó rất vô dụng. Phật đã dạy về điều đó. Phật dạy rằng, được sinh ra chúng ta nên tìm một con đường để thoát khỏi cái chết. Phật không chết, những A-ra-hàn,
những người đã được tự do không chết, họ không chết như con người và động vật. Khi cái chết đến với họ, họ luôn mỉm cười, họ sẽ thấy dễ chịu vì họ không chết. Đó là điều mà mọi người không hiểu được. Họ không thấy được nó, Phật không chết. Những A-la-hán không chết. Đất, nước, lửa, không khí, bốn nhân tố, đơn giản chỉ rã ra. Không có gì ở trong chúng đó cả. Nên chúng ta nói, những người được giác ngộ không chết. Họ không được tái sinh, họ không già, họ không bệnh, họ không chết. Khao khát, giận dữ và ảo tưởng cũng không còn được sinh ra trong họ. Khi họ còn sống, cơ thể không phải là của họ hay bản thân họ. Đó chỉ là đất, nước, lửa, không khí, và rồi những thứ này đơn thuần là tan ra. Không có ai trong chúng hết, những thứ đó không tác động đến họ, nên chúng ta nói họ không chết. Nhưng chúng ta lệ thuộc vào chúng ta gọi đó là một con người. Chúng ta tin chúng là của mình và của những người khác. Và khi chúng rã ra, chúng ta nghĩ mình đã chết, do đó chúng ta đau khổ. Những người được giác ngộ không đau khổ vì điều này. Cát bụi, họ gọi nó như vậy. Một đống cát bụi, bằng cách nhìn nhận chỉ có đất, nước, lửa và không khí, họ đã chiến thắng được cái chết. 22. Sinh, tử và giác ngộ. Ajanta và cây bồ đề. Vào dịp lễ Visakha Puja, ngày lễ Phật giáo tưởng nhớ sinh, giác ngộ và cái chết của Phật, Ajanta nói, khi Phật đã giác ngộ, chúng ta có thể nói rằng Ngài đã chết trong cuộc đời thế tục và được sinh ra thành Phật. Visakha Puja thật ra mang ý nghĩa về sự giác ngộ của Ngài, chứ không phải ba sự kiện tách biệt mà chúng ta tưởng nhớ. Có người nói với Ajanta về người bạn tu hành với một người thầy dạy thiền và hỏi, khi ngồi bên dưới cây bồ đề, Phật đang làm gì? Người thầy trả lời, người đang Zazen. Nhưng người đó nói, tôi không tin. Người thầy dạy thiền hỏi ông, ý của ông là ông không tin sao? Và người đó trả lời, tôi hỏi Goenkaji, một người thầy dạy Vipassana danh tiếng, cùng câu hỏi đó. Ông ấy nói, khi Phật Tổ ngồi dưới cây bồ đề, Ngài đang tu Vipassana. Nên mọi người nói, Phật Tổ lúc đó đang tu bất cứ loại gì họ tu. Ajanta nhận xét, khi Phật Tổ đi ra ngoài giường, Ngài ngồi dưới tán cây bồ đề, dù ngồi bên dưới loại cây khác, thì Ngài vẫn ngồi dưới cây bồ đề. Không có gì sai với những cách giải thích này. Bồ đề nghĩa là bản thân của Phật, Ngài biết tất cả. Cũng ổn khi nói về ngồi dưới cây bồ đề, nhưng rất nhiều chim chóc cũng trú dưới bóng cây bồ đề. Rất nhiều người cũng ngồi bên dưới cây bồ đề. Khỉ chơi đùa trên cây bồ đề, nhưng điều này không có nghĩa là họ có bất kỳ hiểu biết vững chắc nào. Những người có hiểu biết sâu sắc hơn nhận ra ý nghĩa thật sự của cây bồ đề là Dhamma tuyệt đối. Nên theo cách này, khi chúng ta thử ngồi bên dưới cây bồ đề cũng khá tốt. Sau đó, chúng ta có thể là Phật, nhưng chúng ta không cần tranh cãi với những người khác về câu hỏi này. Khi một người nói rằng Phật Tổ đang thực hành tu loại nào bên dưới cây bồ đề và người khác chất vấn điều này, thì chúng ta cũng không cần chen vào. Chúng ta nên xem xét nó từ quan điểm của tối thượng, nghĩa là nhận ra chân lý. Cũng có ý nghĩ quy ước về cây bồ đề mà mọi người hay nói đến, nhưng nếu con người ta kết thúc bằng tranh cãi và chất vấn căng thẳng, thì không có cây bồ đề nào ở đây hết.